Một tin cực kỳ hot từ hôm qua đến hôm nay mà được cộng đồng mạng vô cùng chú ý đó chính là Apple sẽ cho phép người dùng tự sửa chữa iPhone cũng như là MacBook Cụ thể là với dòng iPhone 12 series và iPhone 13 series Sau đó và năm tới sẽ là những chiếc MacBook M1 Đây có thể còn một tin cực kỳ vui Nhưng nó sẽ mang lại những lợi ích như nào cho các bạn Hay nó có tiềm ẩn điều gì thú vị không Chúng ta hãy cùng đón xem trong video ngày hôm nay nhé cái gì cũng phải có quy trình các bạn ạ thành ra đầu tiên chúng ta hãy cùng nói về quy trình sửa chữa của apple khi bạn tự sửa chữa nhá đầu tiên các bạn sẽ phải đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng tất nhiên rồi sách hướng dẫn sử dụng sửa chữa của apple mà các bạn đọc kỹ điều này sau đó chúng ta sẽ tiến hành đặt những linh kiện tại store online của Apple và sau đó Apple họ sẽ tiến hành gửi linh kiện về các bạn sau khi bạn tiến hành sửa chữa xong nhá thì chúng ta sẽ gửi lại những cái linh kiện còn thừa hay là những linh kiện đã hỏng hóc cho phía Apple và Apple sẽ gửi lại cho các bạn những cái điểm tích lũy để từ đó các bạn có thể đổi ra những cái phiếu mua hàng, những voucher tất nhiên những cái này thì Apple hiện tại họ vẫn chưa thể tiết lộ chúng ta được tất nhiên ở đây Apple họ cũng sẽ lưu ý một điều đó chương trình này sẽ dành cho những cá nhân hay những kỹ thuật viên có kinh nghiệm các bạn nhá lưu ý là những người có kinh nghiệm thì tham gia chương trình này nó sẽ hiệu quả còn với những người dùng bình thường tất nhiên chúng ta không kinh nghiệm ấy biết đâu lại chữa lợn lành thành lợn què đúng không các bạn vậy lợi thế của chương trình này là gì điểm đầu tiên đó chính là các bạn sẽ có nguồn linh kiện đảm bảo từ chính phía Apple nhá. Chúng ta sẽ không gặp phải những hiện tượng như kiểu là mất chu tông này, mất Face ID hay là một số bạn thay pin chúng ta hiện tượng đó chính là báo dung lượng không đạt đỉnh. Đây là những cái điều mà chúng ta thường gặp phải khi mà thay thế hoặc là sửa chữa ở những biên linh kiện nó không đảm bảo tiêu chuẩn của Apple. Tất nhiên là chúng ta không thể bỏ qua một điểm cực kỳ quan trọng mất thông tin cá nhân đây một điều mà thực sự người việt nam rất hay gặp phải luôn lâu lâu lên mạng lại thấy là ơ người này lộ ảnh ơ ờ, người kia lộ ảnh và cái vụ gần đây nhá thì bạn biết rồi đi sửa máy tính tí nữa mất hết cả ảnh đúng không các bạn với việc chúng ta có thể tự kiểm soát quá trình sửa chữa của mình hoặc là các bạn tự sửa chữa ấy nếu mà các bạn có kinh nghiệm nhá có kinh nghiệm nha các bạn thì chúng ta hoàn thể hạn tránh được cái việc đó chính là chẳng may một ngày đấy các bạn thấy mình sáng nhất trên mạng xã hội và mình cũng xin nhắc lại nhá đó chính là chương trình này mới hiện tại sẽ chỉ áp dụng cho iPhone 12 và iPhone 13 series thôi còn thời điểm hiện tại thì mình nghĩ rằng nếu các bạn áp dụng chương trình này dành cho những chiếc iPhone 13 series chúng ta hoàn thể kéo dài thời gian sử dụng lên khoảng tầm 5 đến 6 năm thậm chí lâu hơn nữa với chất lượng linh kiện đảm bảo với một chiếc iPhone 13 series ở thời điểm hiện tại như chiếc iPhone 13 thì mức giá khoảng tầm 24 triệu theo mình tham khảo tại cửa hàng di động Việt rõ ràng với những gì các bạn bỏ ra thì chúng ta hoàn toàn mong đợi một thời gian sụp nó lâu hơn nữa. Điều thứ ba đó chờ chúng ta được hướng dẫn cũng như là cung cấp công cụ bởi chính Apple. Điều này sẽ giúp các bạn tiết kiệm được phần nào chi phí khi mà chúng ta không phải bỏ quá nhiều tiền ra để mua những cái thiết bị như kiểu tô vít này sau đó máy khó cái thứ vân vân thì việc đó sẽ tốn bạn một khoản rất là nhiều, thậm chí có khi còn hơn cả tiền sửa chữa máy. Nhưng tất nhiên với những người có kinh nghiệm ấy thì chúng ta vẫn sẽ chuẩn bị được, chúng ta vẫn sẽ có những cách. Nhưng dù sao với việc Apple họ cung cấp cho chúng ta những công cụ phần nào cũng sẽ đỡ tốn chi phí hơn. Và số 4 chỉ là cái lợi thế cuối cùng Mình thấy rằng chắc nhiều bạn sẽ thích cái này Đó chính là chúng ta hoàn toàn có thể ủy quyền cho những thợ bên ngoài nhưng mà vẫn phải dùng linh kiện của Apple nhá. Các bạn có thể nhờ họ sửa chữa, tuy nhiên phải yêu cầu đó chính là dùng linh kiện của Apple. Họ sẽ đặt hàng linh kiện của Apple sau đó về sửa chỗ chúng ta. Chúng ta sau khi đã sửa chữa xong ấy, nếu các bạn vẫn chưa tin, hoàn toàn có thể check lại cũng như là check bill xem họ đã mua linh kiện phía Apple chưa. Cái việc này sẽ tạo thành một cái lợi thế khi mà chúng ta có thể sửa chữa bên ngoài vừa rẻ vừa tiện, trong khi đó vẫn đảm bảo được nguồn linh kiện. Và cái yếu tố cuối cùng đó chính là với những ai ở vùng sâu vùng xa ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể tự tự đặt mua linh kiện về, kiểm soát thời gian cũng như là quá trình sửa chữa. Thay vì các bạn sẽ phải gửi máy đi số đợi chờ thời gian. Cái việc đó nó cực kỳ mất thời gian. Dĩ nhiên với những ai có kinh nghiệm sửa chữa thì việc tự đặt mua linh kiện về nó sẽ chủ động thời gian hơn. Ngoài ra ở thời điểm hiện tại chúng ta cũng sẽ chưa có quá nhiều thông tin về việc chẳng may các bạn đang sửa chữa mà các bạn tự tay làm hỏng cái máy của bạn thì liệu các bạn mang đến những cái trung tâm bảo hành những cái đại lý của Apple chúng ta có được được tiến hành sửa chữa tiếp hay không hay là các bạn sẽ mang những linh kiện đó tiếp tục sửa chữa hay là một cái nước đi nào khác thì có lẽ là chúng ta sẽ phải đợi cái dịch vụ này ra mắt chính thức tại Việt Nam thì khi đó các bạn sẽ biết được thêm thông tin chi tiết hơn và mình sẽ làm một cái video khác để chia sẻ các bạn kỹ hơn nhá. Còn hiện tại thì đó là những gì mình muốn chia sẻ với bạn với cái dịch vụ mới của Apple Những gì mà Apple sẽ triển khai trong tương lai Khi mà với cái dịch vụ này chúng ta thể kéo dài thời gian sử dụng chiếc máy chúng ta lên rất là nhiều Ví dụ như bạn đang sở hữu một chiếc iPhone 12 hay iPhone 13 như mình Các bạn hoàn toàn thể mua thêm những linh kiện nhỉ Mua pin này, xó mua màn hình về Nếu mà hiện tại chưa dùng các bạn có thể mua về để tích chữ hoặc đầu cơ bán màn hình iPhone chính hãng chưa bao giờ rẻ đến thế luôn Nói vui vậy thôi nhưng mà dù sao Đây cũng là một cách giúp bạn có thể kéo dài thời gian sổng chiếc máy của mình hơn Có thể đến khoảng tầm 3-4 năm Hoặc là lâu hơn với những viên pin cũng như là linh kiện chất lượng và thời điểm hiện tại, nếu các bạn mua một chiếc iPhone 13 ấy, mình thấy là mức giá khoảng tầm 24 triệu theo mình tham khảo tại cửa hàng Di động Việt. Và đây cũng sẽ chuỗi đại lý ủy quyền Apple nhá. Hiện tại thì Di động Việt họ cũng đã có chi nhánh tại Thái Hà rồi. Các bạn nếu mà quan tâm đến những cái mẫu máy iPhone 13 series ấy, hóa wow, có thể đến đây nhá. Và bạn nghĩ sao với chính sách mới của Apple này khi mà trong tương lai chúng ta có thể tự sửa chữa chiếc iPhone mình? Hãy để lại ý kiến bên dưới nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.